Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh Chúng, chóng thành Phật Đạo. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, chuyển ngữ Hạnh Chương, biên tập Bình Minh, thời gian ngày 16 tháng 3 năm 2011, địa điểm Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, tập 327. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Mời mọi người xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 386, hàng thứ tư. Chúng ta bắt đầu xem từ đầu. Cố diễn ly hư ngụy điên đạo, thị di chân thật công đức. Cái gì là hư ngụy điên đảo? Trong giáo lý Đại Thừa, Đức Thế Tôn thường nói vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng là hư ngụy, phân biệt chấp trước chính là điên đảo. Diễn ly là đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ hết. Đây chính là công đức chân thật. Hay nói cách khác, công đức chân thật là nhất niệm bất sanh. Vì sao nhất niệm bất sanh là công đức chân thật? Nhất niệm bất sanh là chân tâm. Chân tâm vốn không dao động, chân tâm vốn tự thanh tịnh, chân tâm vốn tự đầy đủ, có thể sanh ra muôn pháp. Đây là công đức chân thật. Buông bỏ hư ngụy điên đạo không phải là vô tưởng định. Điều này nhất định phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Cái gì tôi cũng không nghĩ đến, đây là vô tưởng định. Tại sao? Trong tâm có cái gì tôi cũng không muốn, nhưng thật sự ta vẫn là đang muốn. Muốn cái gì cũng không muốn đó. Cho nên đây là giả chứ không phải là thật. Vô tưởng định cũng rất đáng sợ. Họ ở cõi trời sắc giới, tứ thiền, đệ tứ thiền, tứ thiền thiên. Tứ thiền có cửu thiên, trong đó có trời vô tưởng. Đến này tu thành công sẽ giảng sanh đến đó. Thiên này là thiên nhân, đều là cái gì cũng không muốn, nhập vào vô tưởng định. Họ không thể ra khỏi tam giới, không thể ra khỏi luân hồi. Sau khi định công mất đi vẫn phải luân hồi trong lục đạo. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Viễn ly hư ngụy điên đạo, đây là chân công phu. Điều này cần phải luyện. Nhưng luyện ở đâu? Chính là trong cuộc sống hàng ngày.
trong công việc của quý vị, trong cách đối nhân xử thế tiếp vật của chúng ta. Trong Phật Pháp nói, lục căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới lục trần, đầu tiên phải luyện không chấp trước. Tôi nhìn rất rõ ràng, nghe rất rõ ràng, không còn chấp trước. Và từ chỗ này bắt đầu luyện. Luyện thành công không chấp trước rồi thì thật đáng nể. Không chấp trước luyện thành công thì thật là không còn chấp trước. Pháp trong thị xuất thế gian tất cả không còn chấp trước. Như vậy là chứng quả A-la-hán, ra khỏi luân hồi lục đạo. Hay nói cách khác, lục đạo từ đâu mà có? Lục đạo là từ chấp trước mà có. Có chấp trước là có lục đạo. Không chấp trước thì lục đạo không có. Đạo lý này cần phải hiểu. A-la-hán siêu diệt luân hồi lục đạo, chính là vì những gì trong lục đạo họ hoàn toàn buông bỏ, không còn chấp trước. Nhưng họ vẫn còn phân biệt, còn vọng tưởng, nên họ có thể ra khỏi lục đạo, nhưng không ra khỏi mười pháp giới. Bên ngoài lục đạo còn có tứ thánh pháp giới, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, họ không vượt ra được. Trong lục đạo phàm phu gọi là nội phàm, bên ngoài lục đạo tứ thánh vẫn là phàm phu, gọi là ngoại phàm, phàm phu ngoài lục đạo. Phàm thánh dùng tiêu chuẩn nào để chia ra? Dùng chân tâm và vọng tâm. Dùng chân tâm là thánh nhân, dùng vọng tâm là phàm phu. Hay nói cách khác, tứ thánh pháp giới cũng là dùng vọng tâm. Vọng tâm chính là A-lại gia. Cho nên A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát Phật là Phật trong mười pháp giới, đều chưa diễn ly A-lại gia, vẫn là dùng A-lại gia. Chỉ là tứ thánh pháp giới dùng chân chánh, còn lục đạo dùng tà ngụy, dùng sai lệch, là vọng tâm, nhưng là vọng tâm sai lệch tà ngụy. Tứ thánh pháp giới dùng vọng tâm, nhưng là vọng tâm thuần chánh. Thuần chánh từ đâu mà có? Do Phật Bồ Tát giáo huấn mà có. Thật sự y giáo phụng hành. Đã rời ngã tướng, đã buông bỏ, nhưng chưa rời ngã kiến. Tứ thánh pháp giới đều đã phá tứ tướng, nhưng chưa phá tứ kiến. Trong kinh Kim Cang nói, ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ già kiến. Nếu phá được tứ kiến, họ sẽ vượt ra mười pháp giới. Đó chính là Pháp Thân Bồ Tát. Họ ở nơi cõi thật báo trang nghiêm của Như Lai. Cõi thật báo trang nghiêm của Như Lai cũng chính là cõi thật báo trang nghiêm của chính mình. Điều này chẳng thể không biết. Ở chỗ này nói công đức chân thật, địa vị này rất cao. Nhất niệm bất sanh, cảnh giới này là cảnh giới của Viên giáo sơ trụ Bồ Tát và Biệt giáo sơ địa trong kinh Hoa Nghiêm. Cũng chính là những gì trong Thiền Tông nói
phá nhất phẩm vô minh, chứng nhất phần pháp thân. Thường nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Cảnh giới này là kiến tánh thành Phật. Pháp thân Bồ Tát chân thật công đức. Chân thật công đức tức vô lượng công đức. Vì sao? Bởi người này đã kiến tánh. Cũng chính là họ chứng được pháp tánh. Pháp tánh có thể sanh vạn pháp. Trong Hoàng Nguyên Quán nói là xuất sanh vô tận. Đây là vô lượng công đức. Cho nên chúng ta đã chứng được công đức chân thật. Tự nhiên khởi tác dụng chính là vô lượng công đức. Có thể đối với tất cả chúng sanh có duyên trong biến pháp giới, hư không giới. Chúng sanh có duyên rất nhiều, vô lượng. Chúng sanh có cảm, quý vị có thể có ứng. Tự nhiên ta sẽ ứng. Thân của Bồ Tát giống như tiếp nhận tin tức trên mạng Internet vậy. Tin tức của biến pháp giới, hư không giới, tất cả đều có thể nhận được. Nhận được lập tức sẽ có phản ứng, chứ không phải không phản ứng. Giống như sau khi ta nhận được thì liền đáp trả. Tin tức từ bên ngoài đến là hữu ý, cũng có vô ý. Nhưng phản ứng của ta hoàn toàn vô ý, tức là không thông qua tâm ý thức. Đó là phản ứng của tự tánh. Trong đó không có xen lẫn tâm ý thức. Xen lẫn tâm ý thức là phàm phu. Không xen lẫn tâm ý thức là thánh nhân. Đây chính là pháp thân Bồ Tát. Cho nên thật sự là vô lượng công đức. Cực lạc thế giới nãy như thị chân thật công đức chi sở trang nghiêm. Cổ biết cụ túc trang nghiêm. Đây là nói cõi thật báo của thế giới cực lạc. Cõi thật báo không lạ. Cõi thật báo của mười phương chư Phật Như Lai với cõi thật báo của thế giới Tây Phương cực lạc không sai biệt, là bình đẳng, cho nên không lạ. Lạ nhất thù thắng nhất của thế giới cực lạc là cõi đồng cư. Vì sao? Vì những vị Bồ Tát trong cõi đồng cư giáng sanh đến thế giới cực lạc chưa lâu, nhưng trí tuệ, thần thông, đạo lực của họ với Bồ Tát trong cõi thật báo gần giống nhau. Hầu như là hoàn toàn ngang nhau. Điều này thật không thể nghĩ bàn. Bây giờ chúng ta đã hiểu đây là nguyên nhân gì. Là đại nguyện từ bi của Phật A-di-đà. Năm kiếp tu hành thành tựu. Công đức giá trị của chư vị Bồ Tát, nghĩa là giá trị cho những người giảng sanh này, khiến những người giảng sanh này
mặc dù là hạ hạ phẩm giảng sanh, nhưng thần thông đạo lực của họ với các vị Bồ Tát của cõi thật báo đều tương tự. Đều làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Điều này quá thù thắng. Ở quốc độ của tất cả chư Phật, trong biển pháp giới hư không giới hoàn toàn không có. Chỉ có pháp môn Tịnh Độ của Phật A Di Đà có, chỉ có nhà của Ngài có, còn các chư Phật Như Lai khác hoàn toàn không có. Nên cõi cực lạc rất đặc thù. Chính vì như vậy nên chư Phật Như Lai tán thán Phật A Di Đà, xưng Ngài là Chí Tôn trong ánh sáng, vua trong các Phật. Đây chính là tán thán cõi phàm thánh đồng cư của thế giới cực lạc, và cõi thật báo trang nghiêm cũng tương tự. Nên sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc là đồng nghĩa với chứng được pháp thân Bồ Tát. Điều này không thể bảo người ta tin tưởng, nên nó là pháp khó tin. Trong Kinh Đại Thừa thường nói, sự việc này chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu triệt được tột cùng cứu cánh của nó. Bồ Tát Đẳng Giác đối với sự việc này vẫn còn mơ hồ, chưa rõ ràng. Nên chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu triệt rốt ráo. Cố thành tựu bất khả tư nghị chi lực. Lực là năng lực, cũng chính là năng lực thành tựu tất cả vô lượng công đức. Tổng chỉ bỉ Phật quốc độ, thập thất chủng trang nghiêm công đức lực bất khả đắc tư nghị giả. Mười bảy loại trang nghiêm này trong giảng sanh luận nói, chúng tôi không trích lục toàn bộ, chỉ trích lục đại cương. Phần tư liệu này là Phật học Đại Từ Điển. Phật học Đại Từ Điển đã nói 29 loại trang nghiêm, nhưng trong kinh nói cõi nước Phật có 17 loại trang nghiêm. Đây là nói y bảo. 17 loại y bảo, chánh bảo, Phật có 8 loại, Bồ Tát có 4 loại, tổng cộng có 29 loại. Chúng ta đem danh tướng của nó giới thiệu đơn giản với mọi người. Nếu muốn biết tường tận hơn thì có thể xem trong Đại Từ Điển cũng có, trong giảng sanh luận. Căn cứ trong giảng sanh luận nói, đây là xuất phát từ trong giảng sanh luận và Tịnh Độ luận của Thiên Thân Bồ Tát. 29 loại trang nghiêm,
Danh số là trong thiên thân chi tịnh độ luận. Tịnh độ luận chính là giảng sanh luận. Quan sát Di Đà chi tịnh độ, minh nhị thập cửu chủng chi trang nghiêm, là thiên thân Bồ Tát quan sát. Thiên thân Bồ Tát là Bồ Tát địa thượng. Ngài giáng sanh định thế giới Cực Lạc, đem việc Ngài tu như thế nào để giáng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, Ngài thấy được gì? Y chánh trang nghiêm, tất cả đều nói cho chúng ta, để ta cùng chia sẻ với mọi người. Cho nên tịnh độ Tam Kinh là Đức Thế Tôn giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng ta biết. Bộ luận này của Thiên Thân Bồ Tát chính là một bộ luận văn. Bài văn này là báo cáo tâm đắc của Ngài. Ngài y theo Tam Kinh, tịnh độ Tam Kinh và tu thành công, giáng sanh thế giới Cực Lạc, thấy y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, chứng minh cho chúng ta thấy thế giới Cực Lạc là có thật, Phật A Di Đà là thật không phải giả. Kỳ trung tịnh độ chi y bảo, tức khí thế gian thanh tịnh, hữu thập thức chủng. Tịnh độ chi chánh bảo, tức chúng sanh thế gian thanh tịnh, hữu thập nhị chủng. Y báo và chánh báo hợp lại có 29 loại. Chúng ta nói 17 loại của y báo trước. Trong luận chú nói, bất khả tư nghị lực giả, tổng chỉ bỉ Phật quốc độ, thập thức chủng trang nghiêm công đức lực, 17 loại. Thứ nhất là thanh tịnh trang nghiêm, thắng qua tam giới, hữu lậu chi uế độ, nhi vô lậu thanh tịnh giả. Thắng là vượt qua, thù thắng vượt qua, vượt lên trên tam giới, gồm dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Trong quốc độ của tất cả chư Phật đều có tam giới, đều có 10 pháp giới. Lục đạo là cõi uế của hữu lậu. Tứ thánh pháp giới là tịnh độ của hữu lậu. Thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật tứ thánh pháp giới là tịnh độ của hữu lậu. Hữu lậu, lậu là đại danh từ của phiền não, chính là tập khí phiền não chưa đoạn. Nhưng tâm họ thanh tịnh, đã phá được bốn tướng. Họ thật sự là vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Đã phá bốn tướng, nhưng bốn kiến vẫn chưa phá được, nên họ vẫn là hữu lậu. Đối với tất cả pháp trong thể xuất thế gian, họ không chấp trước. Không chấp trước nhưng có phân biệt. Sự khác nhau của hữu lậu và vô lậu là chỗ này. Ở đây nói thanh tịnh trang nghiêm là vô lậu thanh tịnh,
nên họ với tứ thánh pháp giới không giống nhau. Tứ thánh pháp giới là hữu lậu thanh tịnh, còn họ là vô lậu thanh tịnh. Cũng chính là nói định căn bản vô minh họ đều đoạn tận, thật sự vô lậu. Quần chân vô lậu chỉ có một người. Trong kinh Hoa Nghiêm nói là Diệu Giác Phật Quả, đó là thuần chân vô lậu. 41 vị pháp thân đại sĩ trong Hoa Nghiêm Viên Giáo có thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác. 41 địa vị này là đã phá vô minh. Nhưng tập khí của vô minh thì chưa đoạn, nên họ là thật sự vô lậu, nhưng vẫn còn mang theo tập khí, không phải là thuần chân. Thật vậy, họ chưa phải là thuần chân. Trên đẳng giác thì tập khí vô thủy vô minh đã hoàn toàn đoạn tận, thật sự không còn nữa. Đó gọi là thuần chân vô lậu, diệu giác Như Lai. Chỉ có địa vị này mới thuần chân vô lậu. Ở đây nói vô lậu thanh tịnh, 41 vị pháp thân Bồ Tát đều như vậy, họ đều là vô lậu thanh tịnh. Nhưng thuần chân vô lậu thanh tịnh chỉ có một người, đó là Diệu Giác. Diệu Giác không trú ở cõi thật bào. Quả vị Diệu Giác là trở về nơi Thường Tịch Quan. Thường Tịch Quan tịnh độ là chỗ cao nhất trong tịnh độ. 41 vị pháp thân Bồ Tát trú nơi cõi báo, không phải ở cõi Thường Tịch Quan. Diệu Giác mới trú Thường Tịch Quan. Nhưng vẫn vượt qua cõi uế hữu lậu của tam giới. Đây là chỉ chỗ nào? Không phải chỉ cõi thật báo, là chỉ cõi phàm thánh đồng cư, cõi phương tiện hữu dư. Cõi phàm thánh đồng cư là lục đạo. Cõi phương tiện hữu dư là tự thành pháp giới, thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật. Thù thắng là ở chỗ này. Nhưng thù thắng trong cái thù thắng là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cõi phàm thánh đồng cư chỉ có nhân đạo và thiên đạo. Ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, A-tu-la đều không có. Chúng ta ở đây có lục đạo, họ chỉ có hai đạo. Đây là thanh tịnh trang nghiêm, vượt qua quốc độ của chư Phật trong mười phương. Thứ hai là lượng trang nghiêm, cửu cánh như hư không vô biên tế giả. Đây cũng vượt qua thế giới tha phương. Thế giới này của chúng ta là thế giới ta bà. Cõi phàm thánh đồng cư trong thế giới ta bà là hữu lượng.
Địa cầu là hữu lượng, diện tích của biển và lục địa đều có số lượng. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thật không thể nghĩ bàn, nó không có số lượng. Thế giới Cực Lạc bao lớn như hư không, không có biên tỷ, chúng ta tìm không thấy biên giới. Thật sự quá lớn. Vì sao nó lớn như vậy mà không có biên tỷ? Ở trước đã nói qua, nó là cõi pháp tánh. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì thân này là thân pháp tánh. Thân này của chúng ta là cảnh giới tướng của A Lại Gia, là tướng phần của A Lại Gia. Chúng ta khởi tâm động niệm đều có thể suy nghĩ là kiến phần của A Lại Gia. Hiện tượng vật chất là tướng phần của A Lại Gia. Kiến phần và tướng phần của A Lại Gia là có sanh có diệt, là nhiễm ô không phải thanh tịnh, là hữu lượng không phải vô lượng. Thế giới Cực Lạc với chúng ta rốt cuộc có chỗ nào không giống nhau? Chúng ta cần phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Như vậy chúng ta mới xả bỏ được ba tướng di tế của A Lại Gia, sẽ không còn tham luyến nó, cũng không còn chấp trước nó, có thể buông bỏ nó. Buông bỏ thì tương ưng với pháp tánh. Vì ba tướng di tị của A Lại Gia chướng ngại chúng ta kiến tánh. Tánh mới là thật, còn nó là giả. Ba tướng di tế của A Lại Gia là giả. Buông bỏ là minh tâm kiến tánh. Buông bỏ chính là pháp thân Bồ Tát. Buông bỏ là siêu việt mười pháp giới. Hiểu rõ chân tướng sự thật gọi là nhìn thấu triệt. Chúng ta chưa thấu triệt, chúng ta làm sao có thể buông bỏ? Chấp trước thiên cố không chịu buông bỏ. Khi hiểu rõ chân tướng thì A Lại Gia là hư vọng, phàm có tướng đều là hư vọng, tự thể của nó là hư vọng, nên những gì nó biến hiện ra chẳng có thứ nào là không hư vọng. Buông bỏ hư vọng sẽ thấy chân thật. Trí tuệ chân thật sẽ hiện tiền. Thứ ba là tánh trang nghiêm. Y chánh đạo, chi đại từ bi vô lậu, chi thiện căn. Tuy thuận pháp tánh, nhi sanh khởi chi tình độ giả. Tánh là tánh chất. Tánh chất của tịnh độ là gì? Tánh chất của địa cầu này là vật chất. Là tướng phần của A Lại Gia.
Nó là hiện tượng vật chất. Trong đó cũng có hiện tượng tinh thần. Nếu muốn nói chân tướng, thì trong tất cả hiện tượng vật chất đều xen lẫn hiện tượng tinh thần. Hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất không rời nhau. Vì sao? Vì trong tự tánh không phân, trong chân tâm không phân, nên trong vọng tâm cũng không phân. Trong Phật Pháp gọi là ngũ uẩn. Sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là vật chất, thọ tưởng hành thức là tinh thần. Nó từ đâu biến hiện ra? Nghiệp tướng của A Lại Gia. Nghiệp là gì? Nghiệp khoa học ngày nay gọi là chấn động tần suất. Nó từ đây phát sinh. Chấn động của A Lại Gia thì tần suất là một duyên. Chấn động khiến nó xuất hiện. Nhân của nó là gì? Trong Lục Tổ Đàn Kinh nói, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đó là nhân. Thông thường trong Đại Thừa Kinh nói là nghiệp tập chủng tử trong A Lại Gia là nhân. Chủng tử gì? Chủng tử của mười pháp giới. Cũng chính là nói chủng tử của mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều trong A Lại Gia. Vì có chủng tử này nên khi bất động nó sẽ không khởi tác dụng. Nhưng khi vừa có tần suất chấn động, nó liền khởi tác dụng, biến hiện ra mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm không phải bộc phát lớn như khoa học nói, mà là chủng tử của A Lại Gia khởi hiện hành. Bộc phát lớn là chấn động, là tần suất. Do chấn động này, do tần suất này, chủng tử A Lại Gia khởi hiện hành. Loại hiện hành này là nhất thời hiện ra, tốc độ rất nhanh. Nhưng cũng có một chút mùi vị bộc phát trong đó. Như những gì Bồ Tát Di Lặc nói, một khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn ý niệm. Một niệm chính là một tần suất một lần chấn động. Một khẩy móng tay có bao nhiêu lần chấn động? 32 ức 100 ngàn niệm, đơn vị là 100 ngàn. 32 ức nhân với 100 ngàn, cái tính của người xưa là 320 triệu. Một khẩy móng tay chấn động bao nhiêu lần? 320 triệu lần. Mỗi lần chấn động chính là một bức tranh. Bức tranh này chính là bức tranh của thân ngũ uẩn.
sắc thọ tưởng hành thức xuất hiện hết. Khi chấn động này dừng lại, màn hình này cũng không còn nữa. Nhưng chấn động lần thứ hai thì bức tranh đó lại xuất hiện. Bức tranh thứ nhất không phải là bức tranh thứ hai, bức tranh thứ hai không phải là bức tranh thứ ba, mỗi bức tranh đều là độc lập. Cho nên trong Kinh Đại Thừa nói, vũ trụ vạn pháp đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận, chính là nói sự việc này. Bây giờ khoa học tính toán thời gian thì đơn vị là dùng giây. Một giây có thể khẩy mấy lần móng tay? Tôi nghĩ đại khái một số người bình thường có thể khẩy 5 lần. Khẩy nhanh cũng có thể khẩy 5 lần. 5 cái 320 triệu. Như vậy thì 1 giây có bao nhiêu triệu? 1.600 triệu. 1 giây chấn động tần suất bao nhiêu lần? 1.600 triệu lần. Đây là nói tánh trang nghiêm. Chúng ta không biết nó là giả. Chúng ta xem điện ảnh, ngày trước là dùng phim, chính là thước phim. Có vị đồng học tặng tôi một cuốn như vậy. Đây chính là thước phim của điện ảnh ngày xưa. Từng cuốn phim, mỗi phim đều không giống nhau, không có phim nào tương đồng. Cuốn phim này để vào trong máy chiếu, tốc độ phát ra một tần suất là bao nhiêu? 1 giây 24 lần. Ống kính mở đóng 24 lần. Cũng chính là nói thời gian bức tranh này dừng lại trên màn hình là 1 giây trên 24 lần. Đức Phật dạy vũ trụ trước mắt chúng ta cũng giống như hiện tượng trên màn hình, hoàn toàn tương đồng, tốc độ rất nhanh, 1 giây là 1.600 triệu. Nhưng điện ảnh thì 1 giây là 24 lần. Hoàn cảnh thực tế hiện nay của chúng ta thì 1 giây là 1.600 triệu tần suất. Nên chúng ta ngộ nhận, cho rằng nó là thật, không biết nó là đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Trong Kinh Bát Nhã nói ra chân tướng: nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cảnh không bất khả đắc. Đây là thật không phải giả. Hiện nay các nhà khoa học lượng tử lực đã thấy, họ nói tốc độ tần suất rất nhanh, nhưng không nói chữ số ra. Đức Phật thì nói ra chữ số. Tần suất nhanh đến đâu? 1 giây 1.600 triệu. Đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận này các nhà khoa học biết, nhưng đối với tốc độ cuối cùng nhanh bao nhiêu, các nhà khoa học hiện nay không nói, chỉ nói là rất nhanh. Như vậy tánh chất pháp tánh của thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải là A Lại Gia. Nên nó thanh tịnh, nó vô lượng.
y chánh đạo chi đại từ bi, vô lậu chi thiện căn. Đây là những điều chúng ta cần phải học. Chánh đạo là gì? Điều này không nói rõ ràng được. Nói rõ ràng chúng ta cũng không hiểu. Đức Phật có đại trí tuệ, có phương tiện thiện xảo. Dùng phương thức đơn giản đem chánh đạo hiển thị ra. Chánh đạo này chính là Nam Mô A Di Đà Phật, rất cụ thể. Nếu có thể thật sự tin tưởng, thật sự tiếp thu, thì đem Phật A Di Đà để vào trong tâm. Trước đây thầy Lý dạy học sinh chúng tôi, người học Phật cần phải đổi tâm. Vì sao? Bởi chúng ta từ vô thị kiếp đến nay dùng tâm luân hồi. Bây giờ đem tâm luân hồi đổi thành A-di-đà Phật, tâm luân hồi không còn nữa. Đem Phật A-di-đà để vào đó thì tâm là A-di-đà Phật. Phương pháp này thầy Lý dạy cho chúng tôi, tôi lại truyền cho mọi người. Giống như khai thị của Trung Phong Thiền Sư trong tam thời hệ niệm, tâm ta tức là Phật A-di-đà, Phật A-di-đà tức là tâm ta. Sau khi đổi tâm thì câu ở dưới là đang thực hiện. Nơi đây chính là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc chính là nơi đây. Vì sao? Vì cảnh tùy tâm chuyển. Chúng ta có chịu thay đổi không? Chịu thay đổi thì lập tức sẽ từ phàm phu biến thành thánh nhân, chuyển phàm thành thánh chỉ trong một niệm. Vì sao câu A-di-đà Phật này có thể tượng trưng cho chánh đạo? Ở trước giảng qua rất nhiều lần, vô lượng vô biên chư Phật Như Lai trong mười phương thế giới, sở tu, sở trú, sở hành, sở truyền của các ngài đều là chánh đạo. Chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Cho nên Hoa Nghiêm Kinh được xưng là căn bản pháp luận. Tất cả kinh đều là quyến thuộc của Hoa Nghiêm. Giống như một cây đại thọ vậy, Hoa Nghiêm là gốc, là rễ. Còn tất cả các kinh khác là cành, là nhánh, là lá, là hoa quả, không rời gốc rễ. Cuối cùng của Hoa Nghiêm là Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc. Nên cực lạc là căn bản chủ yếu trong các căn bản. Tượng trưng cho Tịnh Độ Tông chính là bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Căn bản của kinh Vô Lượng Thọ là 48 nguyện. Căn bản của 48 nguyện là nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 là một câu Phật hiệu 10 niệm nhất định được sanh. Nên câu Phật hiệu này là chánh đạo. Chúng ta không biết, không hiểu rõ tác dụng của câu danh hiệu này, nên mới đi tìm cái này tìm cái kia.
Tìm phương pháp nào cũng trị không lành khuyết điểm của chúng ta. Chỉ có câu Phật hiệu này. Nếu câu Phật hiệu này vẫn trị không lành thì nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân là không tin tưởng và hoài nghi nó. Chúng ta cứ cho rằng nó quá đơn giản, nhưng làm gì có đơn giản như vậy? Đây là do ta không nhận thức được giá trị của nó. Đức Thế Tôn trong vô số lần giảng kinh thuyết pháp đều dạy chúng ta trú tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Chúng ta không có cách nào đem tâm để ở một chỗ. Vì trong tâm vọng niệm quá nhiều nên tâm không thể trụ ở một nơi. Tâm trụ được một nơi thì vấn đề sẽ được giải quyết. Bây giờ dạy quý vị trụ ở nơi nào? Trụ ở nơi Phật A-di-đà. Phật A-di-đà chính là chánh đạo. Thật sự đã trú tâm một chỗ rồi thì đại từ đại bi trong tự tánh liền hiện ra. Thiện căn vô lậu hiện tiền. Điều này quan trọng biết bao. Sau đó tự nhiên có thể tùy thuận pháp tánh mà khởi tịnh độ. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là cõi tịnh độ do Phật A-di-đà tùy thuận pháp tánh mà sanh khởi. Chúng ta cần phải hiểu đạo lý này, thấu triệt chân tướng sự thật. Thì trong đời này mới thật sự thành tựu. Pháp môn tịnh độ này hiểu thì khó nhưng dễ hành trì. Chúng ta tu hành không tương ứng, là vì nhận thức và hiểu về nó chưa đủ. Hay nói cách khác, trong mắt chúng ta, thế giới này là hiện thực, là chân thật. Còn thế giới cực lạc tôi chưa từng thấy. Nên đối với thế giới này quá lưu luyện, tiếc nuối không buông bỏ được. Thế giới Tây Phương Cực Lạc quá mơ hồ, cuối cùng là thật hay là giả? Sau khi tôi buông bỏ đến đó, buông bỏ chỗ này, lỡ may bên đó không như ý thì biết phải làm sao? Nếu lo lắng này không thể quá giải thì cho dù rất thích thế giới Tây Phương Cực Lạc, tôi cũng biết quý vị rất thích, nhưng không phải thật sự muốn đi. Nói thật, quý vị vẫn lưu luyến thế giới này, vẫn muốn sống thêm một ngày, muốn chịu thêm một ngày tội. Nếu thật sự đã hiểu rõ ràng, minh bạch thì không còn một chút do dự nào. Nói đi là đi. Thật sự nó đơn giản như vậy, nhanh chóng như vậy. Nên tánh này là tánh chất không tương đồng của nhị độ. Ở đó là pháp tánh biến hiện, còn ở đây là A Lại Gia biến hiện. Nó không giống nhau.
Thứ tư là hình tướng trang nghiêm. Tịnh độ thanh tịnh, quang minh mạng túc, như minh cảnh nhật nguyệt luân giả. Hình tướng của tịnh độ hình là hình thể, tướng là tướng mạo. Vô cùng trang nghiêm. Thanh tịnh là không nhiễm một chút trần nào. Thanh tịnh là gì? Thông thường chúng ta nói là phước báo. Quang minh là trí tuệ. Phước và tuệ đã bao gồm tất cả hình tướng ở trong đó. Khi chúng ta đọc Tam Quy Y, xưng là Quy Y Phật Lượng Túc Tôn. Chữ túc này ở đây gọi là mãn túc, đầy đủ. Có hai loại. Đầy đủ là trí tuệ đầy đủ và phước báo đầy đủ. Ở đây nói tịnh độ thanh tịnh là phước đức viên mãn, quang minh là trí tuệ viên mãn. Hai loại viên mãn thành tựu hình tướng trang nghiêm của thế giới Cực Lạc. Chúng ta cần phải tu phước, phải tu huệ. Phước huệ học ở đâu? Lúc trẻ khi chúng ta mới bắt đầu học Phật, thật sự không có trí tuệ cũng không có phước báo, chỉ có vọng tưởng, một chút thông minh. Nhưng thầy giáo rất giỏi, tôi theo học với thầy Lý năm 31 tuổi. Năm đó thầy Lý 69 tuổi. Lớn hơn tôi 39 tuổi, ngang hàng với bậc cha ông. Trước mắt thầy Lý chúng tôi là hàng cháu chắc. Thầy Lý rất từ bi, thấy những người trẻ tuổi chúng tôi không có phước báo, không có trí tuệ, rất đáng thương, nên dạy chúng tôi tu phước tu huệ. Phương pháp tu phước tu huệ thù thắng nhất chính là học tập và giảng kinh. Chúng tôi khoảng 4 người bạn học, tôi là một trong số đó. Không có phước, không có tuệ, lại còn không có thọ mạng, tướng yểu mạng. Thầy dạy chúng tôi phương pháp này là bổ túc trí tuệ, phước đức, thọ mạng cho chúng tôi. Thầy quá từ bi nên dạy chúng tôi đi con đường này. Con đường này là cả 3 loại bố thí chúng ta đều đầy đủ. Chúng ta không có tiền, giảng kinh là dùng thân thể.
dùng tinh thần, dùng thời gian. Đây gọi là nội tài bố thí. Nội tài bố thí thì được phước báo còn nhiều hơn, còn thù thắng hơn so với ngoại tài bố thí. Gọi nội tài bố thí. Học tập Phật Pháp, khuyên người làm thiện, khuyên người niệm Phật giảng sanh, đây là pháp bố thí. Vô ý bố thí tự nhiên có trong đó. Nên ba loại bố thí đầy đủ, chính là làm một mà được ba. Đây là thầy Lý dạy chúng tôi. Chúng ta thật sự tin tưởng, thật sự y giáo phụng hành, như vậy là đã đạt được. Đặc biệt là tôi, chính tôi biết là mình không có phước báo, không có thọ mạng. Đó không phải là trí tuệ, chỉ một chút thông minh nhỏ, không được coi là trí tuệ. Người thế gian gọi là thể trí biện thông. Cho nên đặc biệt siêng năng học với thầy Lý. Thầy cho tôi thời gian 5 năm. Khi vừa tròn 5 năm, tôi xin thầy cho tôi học tiếp 5 năm. Tôi theo thầy 10 năm. Thật sự đã được lợi ích. Nên quyết định này không phải là giả. Hiện nay xã hội này, thế giới này, thật sự đã đến giai đoạn tồn vong. Sinh diệt nếu không có người đến cứu, Phật Pháp sẽ diệt vong, truyền thống văn hóa sẽ diệt vong. Phật Pháp và truyền thống văn hóa xưa là hy vọng của toàn thế giới. Nếu hai cái này đoạn tuyệt thì hy vọng của thế giới này cũng đoạn tuyệt. Như vậy thì quá bi thảm. Có thể giống như rất nhiều nhà tôn giáo ngoại quốc nói, ngày tận thế. Ngày nay nếu quý vị phát tâm đến cứu vãn thì công đức này lớn biết bao, quá lớn. Làm sao để cứu vãn? Phát tâm đại bồ đề, tinh tấn tu hành, hoằng pháp lợi sanh. Người xưa thường nói, vì dạng thánh kế tuyệt học, vì thiên hạ khai thái bình. Trong Phật Pháp nói, tu Phật huệ mạng, hoằng pháp lợi sanh. Công đức này rất lớn. Tuổi tôi đã lớn, làm không được. Không có trí tuệ thì việc này làm không thành công. Nếu có người trẻ tuổi làm, chúng tôi toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ. Tương lai thành tựu, họ có thể vì các bậc thánh xưa mà kế tục tuyệt học, có thể duy trì huệ mạng của chư Phật, thì công đức này thật không thể nghĩ bàn. Thầy Thái người Malaysia, họ có tất cả 20-30 thầy giáo. Trước đây các thầy giáo này làm trong trung tâm than trì ở Lô Giang. Họ phát đại tâm này,
Ở đó có nhân sĩ thiện tâm quyên một mảnh đất được 13 mẫu anh, chuẩn bị ở nơi đó xây dựng ngôi trường. Tôi đã đặt tên cho trường này là Học viện Hán học Malaysia. Được lãnh đạo ở đây ủng hộ. Khi học viện này hoàn thành, hiện nay có trong tranh, các vị giáo thọ này ở đó truyền bá truyền thống văn hóa, truyền bá Phật Pháp Đại Thừa. Toàn thế giới có thiên tài, nhưng ở chỗ đó không có thiên tài. Đó là mảnh đất phước thứ nhất trên toàn thế giới. Vì sao? Hy vọng của người trên toàn thế giới là ở đó. Nên ở đó bị quỷ diệt thì toàn thế giới sẽ bị quỷ diệt. Chúng ta trồng một ít phước ở đó thì phước báo đó là vô lượng vô biên. Chứ vị đồng học nếu có tiền cũng đừng đưa cho tôi, mà hãy quyên cho ngôi trường đó, Học viện Hán học Malaysia. Tôi toàn tâm toàn lực ủng hộ họ. Truyền thống văn hóa và Đại Thừa Phật Pháp giống như tiếp sức thi đấu vậy. Tôi nhận cái giày bên trên của thầy, bây giờ giao lại cho họ. Đại Thừa Phật Pháp và truyền thống văn hóa có người truyền thừa, những người đó là người truyền thừa. Họ ở nơi đó học tập, tôi tin tưởng, thật sự tin tưởng thành tựu của họ trong tương lai vượt qua tôi rất nhiều. Nên chúng ta phải nhận thức, phải hiểu rõ ràng, minh bạch. Nên trong phước ở đâu, quý vị phải biết rằng nơi đó là phước điền, trồng ở đó nó mới sanh trưởng, mới có thể thành tựu. Nếu ta trồng trên đất cát, trên đá, là đồng nghĩa với dứt bỏ, cây cối sẽ không mọc lên nổi. Nên cần phải nhận thức phước điền là gì. Cái gì là đệ nhất phước điền? Thứ năm là chủng chủng sự trang nghiêm. Bị dư trân bảo, cụ túc diệu trang nghiêm giả. Ở sau trong kinh văn vẫn còn nhiều giới thiệu rất tường tận, giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc y chánh trang nghiêm. Bị là có đủ, nghĩa là đầy đủ. Chư trân bảo không phải là bảy loại, mà vô lượng vô biên trân bảo. Nó rất nhiều rất nhiều. Thế gian này của chúng ta không có, không nói nữa. Vì nói nữa chúng ta cũng không hiểu, cũng chưa nghe qua, cũng chưa thấy qua. Chỉ sơ lược đưa ra vài loại mà trên thế giới này có. Nói đến kim ngân, lưu ly, mã não, những vật này, đưa ra những ví dụ này. Vì thế gian này của chúng ta có, nếu không có thì không nói nữa. Đầy đủ diệu trang nghiêm. Thứ sáu là diệu sắc trang nghiêm. Vô cấu quang diệm, xí thành minh tịnh diệu thế gian giả. Thế giới cực lạ không có mặt trời và mặt trăng. Trong kinh Phật không nói đến, không nói đến mặt trời mặt trăng. Vậy chiếu sáng là gì?
mỗi loại vật chất đều phóng quang. Trên thân của mỗi người đều phóng quang. Quang minh thị vậy. Nó không cần ánh sáng của nhật nguyệt, là quang minh của tự tánh vô cấu sáng đẹp. Cấu là tượng trưng cho tập khí phiền não, nhưng ở đây không có. Hay nói cách khác, trong tự tánh không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tự tánh thuần tịnh thuần thiện, ánh sáng của nó là ánh sáng thuần tịnh thuần thiện. Trong không khí của loại ánh sáng này, người phương Tây gọi là từ trường. Trong từ trường này, tập khí phiền não sẽ bị tiêu trừ hết. Phiền não không còn nữa, nhưng tập khí phiền não còn. Nhưng trí tuệ tăng trưởng, phước đức tăng trưởng, đây gọi là tuyệt diệu. Xí thành là hình dung ánh quang minh của nó rất lớn. Ánh quang minh thuần tịnh chiếu diệu thế gian. Thế gian này là thế giới cực lạc. Tứ độ quang minh tràn nghiêm. Thứ bảy là xúc tràn nghiêm. Trang nghiêm tịnh độ chi chủng chủng trân bảo nhu nhuyễn, xúc chi giả sanh thắng lạc giả. Không như trân bảo của chúng ta nơi đây, nó là cứng rắn. Như kim ngân, trân châu, mã não, lưu ly, pha lê. Trong kinh Phật nói lưu ly, thông thường chúng ta gọi là đá quý, ngọc màu xanh. Pha lê trong kinh Phật nói bây giờ chúng ta gọi là thủy tinh, nó là tự nhiên. Đều là vật cứng rắn. Những thứ này ở thế giới Tây Phương cực lạc, nó là mềm, rất mềm mại, giống như bông gòn vậy, như bông tầm vậy, rất mềm mại. Những bảo vật này khi ta tiếp xúc nó, cảm giác rất thoải mái. Nó cũng phóng quang, mềm mại. Người ở thế giới cực lạc mặc y phục toàn là trân bảo. Chúng ta thấy trân bảo đó rất cứng rắn, mang trên người thật không dễ chịu. Đâu biết rằng trân bảo của người bên đó là mềm mại, còn mềm mại hơn so với vải của chúng ta. Giống lụa là vậy, như tơ lụa vừa thành, vừa nhẹ vừa mềm. Cho nên khi tiếp xúc sẽ thấy rất vui.
Thứ tám là tam chủng trang nghiêm. Tam chủng ở đây là nói nước, đất, hư không của thế giới cực lạc. Đại địa của thế giới cực lạc là trân bảo, vô lượng trân bảo. Trong kinh nói lấy lưu ly làm đất. Đại địa này của chúng ta là đất bùn, đất cát. Nhưng đại địa của thế giới Tây Phương Cực Lạc là lưu ly. Lưu ly chính là đá quý, là ngọc màu xanh trong suốt. Từ mặt đất có thể nhìn thấu suốt xuống lòng đất. Nước, nước tám công đức. Nước có thể như ý người. Hư không, trang nghiêm của không trung, đẹp vô cùng. Mưa hoa giữa không trung. Quý vị xem hoa từ trên không trung rơi xuống. Rơi xuống đất không phải là rất dơ bẩn sao? Không dơ. Nó rơi xuống trải trên mặt đất giống như thảm hoa vậy, như tấm thảm vậy. Khi chúng ta không muốn nữa thì lập tức sẽ không còn, sẽ không thấy nữa, không lưu lại dấu tích. Trên đất không có chút nhiễm ô nào. Đây là ba loại trang nghiêm. Thứ chín là vũ trang nghiêm. Đây không phải là mưa. Mưa là từ trên rơi xuống. Nó không phải danh từ, nó là động từ. Trên không trung rơi xuống những gì? Bảo y bảo hòa, vô lượng chi diệu hương phổ quân dạ. Cho nên thế giới cực lạc được gọi là thế giới hương quang. Ngửi đến không khí, không khí là hương thơm, là bảo hương. Mùi hương này rất vi diệu. Vi diệu ở đâu? Có thể giúp chúng ta ướp hương cho tập khí phiền não. Nó có năng lực này. Có thể nuôi dưỡng pháp thân quậy mạng. Chính là có thể giúp ta tăng trưởng trí tuệ. Có thể giúp ta tăng trưởng phước đức. Cũng chính là nói muôn sự muôn vật trong thế giới cực lạc. Đều giúp chúng ta thành tựu đạo nghiệp. Đạo nghiệp một số người không thích nghe. Thông thường người ta thích nghe có phước báo, có trí tuệ. Nhưng phước báo chính là phước huệ. Tất cả muôn sự muôn vật đều giúp chúng ta tăng trưởng trí tuệ, tiêu trừ nghiệp chướng. Quý vị nói thế giới này có thể không đi chăng? Thứ mười là quang minh trang nghiêm. Quang minh này không phải chỉ điều gì khác, mà là trí tuệ quang minh của Phật. Phật huệ minh tịnh chi nhật. Trừ thế chi si minh giả. Nhật ở đây là ví dụ. Trí tuệ quang minh thanh định của Phật giống như mặt trời vậy. Ánh sáng của Phật phổ chiếu khắp nơi.
Đương nhiên chỗ phổ chiếu đầu tiên là thế giới Cực Lạc. Sau đó mới biến chiếu hư không pháp giới. Phật quang của Phật A Di Đà vô lượng vô biên, không cùng tận, có chiếu đến chỗ chúng ta chăng? Đương nhiên chiếu. Phật quang ở đâu? Phật quang trong biển pháp giới, hư không giới. Chúng ta hầu như không cảm giác được. Đó là vì nghiệp chướng của chính mình. Nó không phải không chiếu chúng ta, có chiếu chúng ta. Chỉ vì chúng ta có nghiệp chướng nên không để nó chiếu đến, không muốn tiếp xúc nên nó không chiếu đến. Nếu có thể tiêu trừ nghiệp chướng thì nó sẽ chiếu đến. Tất cả chúng sanh trong ánh sáng của Phật tiếp nhận được sự gia trì của Phật A Di Đà bao nhiêu, mỗi người đều không giống nhau. Vì sao? Vì thiện căn phước đức nhân duyên của mỗi người không giống nhau. Nên chúng ta sẽ biết chúng sanh có niềm tin chân thành khẩn thiết cầu sanh tịnh độ, họ tiếp nhận được nhiều nhất. Tiếp nhận nhiều nhất thì nghiệp chướng của họ cũng tiêu nhiều nhất, phước huệ của họ cũng tăng trưởng cũng nhiều nhất. Chính là đạo lý này. Chư Phật Như Lai trong mười phương đều khuyên chúng ta nên tin Phật. Vì sao? Bởi ta sẽ được lợi ích của Phật quang chiếu diệu. Nếu ta không tin và hoài nghi thì không còn cách nào khác. Phật đối với tất cả chúng sanh vĩnh viễn là bình đẳng, thường được tắm trong ánh hào quang của chư Phật. Người này làm sao có thể không khai trí tuệ? Công năng của nó là trừ ngu si tối tâm của thế gian. Si là ngu si, minh là ngu đần khờ khạo. Chúng ta thường gọi là tê liệt. Là khờ khạo. Khờ khạo từ đâu mà có? Nó là quả báo do nghiệp bất thiện tích lũy. Từ vô thị kiếp đến nay, chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, không có gì chẳng phải là nghiệp. Nghiệp này có tịnh, có nhiễm, có thiện, có ác. Ta thử nghĩ xem, nghiệp mà chúng ta tạo là nhiễm hay tịnh, là thiện hay ác, tự mình rõ ràng, minh bạch. Nếu khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác là thiện, thiện là gì? Là lợi ích chúng sanh. Bất thiện là gì? Bất thiện là tự tư tự lợi. Điều này cần phải biết. Tự tư tự lợi thành ra khờ khạo. Mỗi niệm vì chúng sanh, mỗi niệm vì xã hội, người này phước báo rất lớn. Người này có chân trí tuệ, họ tuyệt đối không bị khờ khạo.
Con người ở đời cho đến đời đời kiếp kiếp, nhân quả là trách nhiệm hoàn toàn tự mình phải gánh vác, thật là tự làm tự chịu. Phước báo của chúng ta không phải người khác cho, là thiện nghiệp do chính mình tạo ra. Những tội nghiệp mà chúng ta chịu cũng là do chính mình gây nên, cũng không phải là người khác thêm vào. Nghiệp duyên quả báo không sai chút nào, điều này chẳng thể không biết. Sau khi đã thực sự hiểu rõ rồi, chẳng những không dám tạo ác nghiệp, đến cả ý niệm ác cũng không dám nghĩ. Cái thiện số một, trí tuệ số một, chính là chuyển tâm thành A-di-đà Phật. Đây là số một trong số một. Quả báo của nó thật không thể nghĩ bàn. Thứ 11 là Diệu Thanh Trang Nghiêm, tịnh độ Diệu Thanh Thâm Diện, thiện văn Ư Thập Phương Giả. Âm thanh vi diệu của tịnh độ là gì? Phẩm cuối cùng trong Kinh Vô Lượng Thọ nói là diệu âm, chính là âm thanh vi diệu của tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật là câu danh hiệu này. Câu danh hiệu này biến pháp giới hư không giới. Người nghe được phước, chỉ cần lọt qua tai thì vĩnh viễn là hạt giống của đạo nghiệp. Họ nghe âm thanh này là có duyên với Phật A-di-đà. Tuy đời này duyên chưa thành thục, còn phải luân hồi trong lục đạo, nhưng họ đã có duyên với Phật A-di-đà, đã có sự liên quan. Như vậy đời sau nhân duyên thành thục thì chủng tử này sẽ khởi tác dụng, khẳng định đầy đủ tín nguyện hành, đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, họ liền được giảng sanh. Trong cách đối nhân xử thế, nhất định cần phải học Phật A-di-đà, khoan hồng độ lượng. Người niệm Phật mà còn tạo ra vô số tội nghiệp thì không nên trách cứ họ. Giao tiếp với họ cũng không cần khuyên họ. Vì sao? Bởi nghiệp chướng nặng, họ không quay đầu được, cứ tùy họ. Đợi khi nghiệp chướng tiêu trừ, trí tuệ sẽ hiện tiền. Khi đó hãy khuyên họ, còn tập khí nghiệp chướng chưa tiêu thì không thể khuyên, vì họ không thể tiếp nhận. Không thể tiếp nhận thì làm bạn với họ, tuyệt đối đừng làm gì có lỗi với họ. Thầy giáo dạy học sinh cũng không ngoại lệ. Trước đây tôi học kinh giáo với thầy Lý. Thầy đã mở một lớp học kinh điển, là Phật giáo liên xã ở Đài Trung. Hơn 20 học sinh ở đây học lớp giảng sư. Tôi tham gia lớp học này. Lớp này chỉ dạy 2 năm. Hơn 20 học sinh học. Chúng tôi phát hiện ra một việc kỳ lạ. Có 2-3 bạn đồng học, thầy đối với họ rất tốt.
lúc nào cũng tươi cười với họ. Họ có khuyết điểm mà thầy không nói. Nhưng có một vài học sinh đông hơn số học sinh này khoảng 5-6 người. Thầy giáo gặp mấy người này chưa bao giờ từng cười. Quản lý rất nghiêm khắc, có đánh có mắng. So sánh hai bên thấy khác nhau quá nhiều. Đương nhiên chúng tôi hoài nghi, nhưng không dám hỏi. Tôi nghĩ thầy giáo thấy được, nên một hôm thầy kêu tôi vào phòng, nói với tôi về sự việc này. Vì sao mấy người đó đối với họ thầy luôn cười mà không nói lỗi của họ? Vì họ không thể tiếp nhận. Nếu nói mà họ lập tức đỏ lên, như vậy là kết oán thù, nên xem họ như học sinh dự thính. Họ muốn học thì phát tâm định báo danh để học, còn không thì xem họ như học sinh dự thính. Họ học được bao nhiêu thì học, tuyệt đối không hỏi. Còn những học sinh thật sự muốn học, dù có đánh có mắng họ đều tiếp nhận, đánh cũng không đi. Càng đánh thì lần sau đến họ càng chăm học hơn. Cho nên đối với người chăm học thì không cần khách khí, thầy nghiêm mới có trò giỏi. Đối với những học sinh không muốn học mà báo danh thì coi họ như dự thính. Lúc này tôi mới quát nhiên đại ngộ, mới hiểu được dụng tâm của thầy. Nhưng thầy Lý đối với tôi rất tốt, cũng chưa từng mắng tôi. Khi nhân duyên xuất gia của tôi đến, tôi học với thầy Lý học bao lâu? 1 năm 3 tháng. Học với thầy với thân hình cư sĩ tại gia, nhận thầy Lý làm thầy 1 năm 3 tháng. Khi nhân duyên xuất gia đã đến, tôi xuất gia là Dương Gia Đại Sư dạy. Ngài dạy tôi xuất gia, mà còn dạy tôi không nên tìm thầy. Tôi nói không tìm thầy thì làm sao xuất gia? Ngài nói đi cầu Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát sắp xếp cho tôi. Tôi hỏi vì sao? Ngài nói nếu tôi tìm một hòa thượng xuất gia cho tôi, hòa thượng này không bằng lòng, tôi có sanh phiền não hay không? Tôi nói đương nhiên sanh phiền não rồi. Ngài nói chính là vì lẽ đó nên bảo tôi không nên tìm mà cầu Phật. Khi nhân duyên đến, Phật Bồ Tát sẽ bảo họ đến tìm tôi. Vì vậy tôi đã đợi, nhưng có cảm ứng. Trong đoạn thời gian đó, tôi nói với các bạn học, có thể là nhân duyên xuất gia của tôi sắp đến. Họ hỏi tôi khi nào, tôi nói không quá nửa năm. Có cảm ứng. Không ngờ 1 tháng sau, phương trượng chùa Lâm Tế, Đài Bắc. Sai Pháp Sư Tâm Ngộ đến tìm tôi, vô cùng hoan nghênh tôi đến chùa Lâm Tế xuất gia. Tôi rất cảm tạ. Tôi nói bây giờ tôi đang học kinh giáo ở đây, tôi không thể rời nơi này. Ông ta thật là kiên nhẫn. Tôi nhớ trong vòng 2 tháng, phương trượng chùa Lâm Tế sai người đến 9 lần. Thành tâm như thế, nên tôi đã nhận lời. Tôi thông báo với thầy. Thầy nói tôi sao thế, người ta gọi là đi liền. Tôi thưa thầy rằng trong 2 tháng họ đến 9 lần. Thầy nói ồ. Tôi nói họ rất thành tâm nên tôi mới nhận lời. Thầy Lý nghe xong rất buồn. Ngày tôi ra đi là ngồi xe lửa.
Vừa đúng trước cửa chùa Lâm Tế có một ga nhỏ. Chúng ta đi tàu bình thường sẽ dừng ở đó. Thầy Lý tiễn tôi đến ga tàu, lúc đó đi xe ba bánh. Thầy đã nói với tôi lời thật lòng. Trong mắt ông ta đã nghĩ đến hai người có thể truyền thừa pháp của ông. Một người là Chu Gia Lân, người thứ hai chính là tôi. Nên khi tôi đi, thầy rất buồn. Chu Gia Lân lớn hơn tôi 7 tuổi, nền tảng quốc học rất vững chắc. Thầy nói hai người chúng tôi mỗi người đều có sở trường. Nền tảng của Chu Gia Lân tôi, căn cơ quốc học vững chắc. Còn ngộ tánh của tôi mạnh hơn anh ta. Tôi có thể hiểu. Nhưng thầy chưa từng nói với chúng tôi điều này. Sắp chỗ ngồi nghe giảng, tôi và Chu Gia Lân ngồi cạnh nhau, đối diện thầy. Trong lớp học đã sắp chỗ ngồi như vậy. Vị trí ngồi nghe kinh trong giảng đường cũng là sắp xếp theo cách đó. Hàng thứ nhất ngay ở giữa hai chúng tôi ngồi. Nhưng Chu Gia Lân viết bài rất kỹ lưỡng, tường tận. Bài viết của anh ta rất nhiều. Tôi dùng cũng có viết bài. Nhưng thầy nhìn thấy gọi tôi vào phòng hỏi: khi nghe kinh cậu viết gì? Tôi nói viết bài. Cậu viết như vậy làm gì? Thầy hỏi. Tôi nói sợ quên. Thầy nói cảnh giới sang năm cao hơn năm này thì đâu còn dùng nữa. Như vậy là phí thời gian, không được viết nữa. Thầy bảo tôi khi nghe kinh nên chuyên tâm lắng nghe là được. Hiểu thì tốt, không hiểu cũng chẳng cần nghĩ đến nó. Thầy dạy tôi phương pháp hoàn toàn không giống Chu Gia Lân. Anh ta viết bài nhưng thầy không hỏi, nên bài viết của anh ta rất nhiều. Đến khi giảng lại, Chu Gia Lân đem bài viết đó ra giảng, theo đó mà đọc. Có khi đọc đến chỗ không nghe rõ mà cũng quên. Anh ta rất thật thà nói: thầy giảng câu này tôi quên mất, không ghi lại. Còn tôi thì hoàn toàn giảng đại ý, giảng bằng những ký ức đã nghe được. Nên tôi giảng hoạt bát hơn anh ta, anh ta giảng khuôn mẫu hơn. Bây giờ các vị thầy và bạn học đều không còn. Năm đó 4 người mệnh yếu, không có phước báo, đại khái chỉ còn lại mình tôi, ngoài ra đều không còn. Nên tôi mới hiểu thầy. 20 mấy người chúng tôi cùng học, thầy hiểu rõ ràng từng người một, nên phương pháp dạy không giống nhau. Giáo dục chúng tôi học là giáo dục tư thục. Thầy giáo hoàn toàn dùng tư thục cá biệt dạy dỗ. Dạy mỗi người đều dùng phương pháp không giống nhau, rất hữu ích. Những trường học thông thường hiện nay đào tạo không ra nhân tài, vẫn là biện pháp của người xưa tuyệt vời hơn. Chúng ta không tự thân tiếp nhận thì ta không biết. Tiếp nhận rồi chúng ta mới thật sự hiểu. Cho nên âm thanh vi diệu, diệu âm của thế giới Tây Phương Cực Lạc vô cùng trang nghiêm. Tôi cảm thấy 17 loại trang nghiêm này, diệu âm trang nghiêm là đệ nhất. Câu Phật hiệu này, khi đại thiên tai đến, câu Phật hiệu này có thể cứu vãn thiên tai. Nhưng chỉ tiếc là không ai tin tưởng. Nếu như ngày nay người trên toàn thế giới đều biết, đều niệm A-di-đà Phật thì tai nạn có thể hóa giải. Nếu quý vị hỏi vì sao nó có thể hóa giải, có lý do. Nhưng lý do này ít nhất phải 10 năm quý vị mới có thể hiểu rõ ràng.
Thời gian 10 năm rất dài, quý vị niệm sẽ có hiệu quả, còn như không niệm sẽ không kịp. Đạo lý này tôi hiểu, nên mỗi ngày giảng kinh tôi đều nói đến vấn đề này, không nói chuyện khác. Quý vị xem kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối, không phải là đang nói đến câu Phật hiệu này sao? Nếu hiểu được vấn đề này thì sẽ biết kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm phải giảng hết, phương pháp ngày xưa của tôi cần phải giảng hết. Như vậy cũng phải mất hết 2 vạn tiếng đồng hồ. Giảng điều gì cũng là giảng vấn đề này. Chưa nhận thức được vấn đề không sao, cũng giống như thuốc vậy, nó có thể trị bệnh của mình, nhưng ta không hiểu được dược tánh của nó. Bác sĩ biểu uống thuốc thì ta uống, uống rồi bệnh sẽ lành, vấn đề được giải quyết. Còn chúng ta cứ thắc mắc thuốc này làm sao có thể trị lành bệnh của tôi, phải nói rõ ràng tường tận, có thể đã chết, cứu không kịp nữa. Nên phải giảng kinh, không giảng người ta làm sao tin được. Bình thường phải giảng, chỉ khi cấp cứu thì không thể giảng. Cho nên người có phước đức, thiện căn, nhân duyên, tuy họ không hiểu nhưng vẫn tiếp nhận và thật sự chiếu theo lời dạy để thực hành. Như vậy họ sẽ đạt được lợi ích. Còn hoài nghi thì vấn đề đã nghiêm trọng, họ còn phải chịu khổ chịu nạn. Nên bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp là công đức đệ nhất. Không có gì thù thắng hơn điều này. Chính mình phát tâm ra hoằng pháp, thật sự y giáo phụng hành hoằng pháp lợi sanh, công đức đó càng lớn. Tu phước tu huệ trong thế xuất thế gian, không ai có thể sánh được họ. Thứ 12, chủ trang nghiêm. Chủ là thầy, là Phật A-di-đà, chánh giác chi A-di-đà, di pháp dương thiện trú trì giả. Dương là ví dụ, không phải là địa vị. Dương có nghĩa là gì? Dương là tự tại. Quốc dương phát ra hiệu lệnh, ông ta được đại tự tại, mọi người đều phải nghe theo. Ông ta không cần nghe người khác, chỉ phát hiệu lệnh cho người khác. Ông ta hạ mệnh lệnh, mọi người phải tuân theo làm, nên chỉ có ông ta tự tại. Cho nên dương có nghĩa là tự tại. Đối với tất cả pháp đều thông đạt thấu trị, đối với pháp được đại tự tại nên xưng là pháp dương. Ý của nó là như vậy. Đây không phải là địa vị thực tế, mà là tán thán ngài. Đối với tất cả pháp trong thế xuất thế gian thông đạt thấu triệt. Thiện trú trì cố, trú trì chính là chủ đạo sự việc này. Họ chủ đạo việc gì? Chủ đạo việc dạy học, giống như hiệu trưởng của nhà trường hiện nay vậy. Ông ta chủ trì trường học này, nên chính sách của trường này
Nội dung dạy học, phương pháp dạy học đều phải nghe ông ta. Đây gọi là trú trì. Chánh pháp cựu trú là Ngài đang chủ đạo. Truyền thừa chánh pháp Ngài đang thiết kế, Ngài đang thực hành. Mỗi người giảng sanh ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong tương lai thành tựu đều giống như Phật A-di-đà, đều là hóa thân của Phật A-di-đà. Một vị Phật A-di-đà biến thành vô lượng vô biên vô số vô tận vị Phật A-di-đà, mới có thể đem pháp môn vô cùng thù thắng này truyền khắp biến pháp giới hư không pháp giới. Một vị thầy giỏi thật sự, nguyện vọng thứ nhất của họ là hy vọng học sinh thành tựu hơn mình. Có cầu thanh xuất ư lam, nhi thắng ư lam, như vậy là giáo dục thành công. Thành tựu của học sinh này ngang hàng với ta, giáo dục đó cũng chưa coi là thất bại, cũng không được xem là thành công. Nếu ta dạy học trò không được như mình thì giáo dục đó đã thất bại. Truyền thừa ở gia đình cũng như vậy, làm cha mẹ luôn hy vọng con cái thành tựu hơn mình thì gia đình này mới hưng vượng. Nếu đời sau không như đời của mình thì gia đạo này đang suy yếu. Suy yếu thì sao? Có lỗi với tổ tông. Còn việc dạy học, dạy học trong Phật Pháp, nếu đời sau không thể vượt qua chúng ta, như vậy chúng ta có lỗi với Phật Bồ Tát, có lỗi với chư vị tổ sư. Vì sao họ có thể vượt hơn ta? Bởi ta là bàn đạp của họ, là cơ sở của họ. Họ đứng từ trên vai ta, nhất định phải cao hơn ta. Điều này là khẳng định. Vấn đề là học sinh phải thật học, phải thật thực hành mới được. Chính họ không chịu học thì không còn cách nào khác. Trước đây thầy giáo có thể thôi thúc học sinh, bây giờ thì không được. Thời này nói nhân quyền, đối với họ nghiêm khắc một chút, họ sẽ đến cục cảnh sát tố cáo, cảnh sát đến làm phiền. Sao phải khổ như vậy? Nên học sinh thời này cần phải tự hiểu để siêng năng. Còn thầy giáo không dám đốc thúc, con cái bây giờ cũng phải tự mình phấn đấu. Cha mẹ không dám quản thúc con cái. Cho nên đạo đức vì sao mà suy yếu, pháp vì sao mà bị diệt, đạo lý đều ở đây. Người bây giờ bất hiếu với cha mẹ, không tôn kính sư trưởng, họ làm sao thành tựu được? Đại sư Ấn Quang lớn tiếng thức tỉnh mọi người, một phần thành kính sẽ đạt được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Đối với cha mẹ sư trưởng không có tâm hiếu kính, tuyệt đối sẽ không có thành tựu. Câu nói này chính là chân lý. Tất cả pháp trong thế xuất thế gian đều từ sự cung kính mà có được. Chúng ta nhất định phải biết. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây.
Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Phật.
đã phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.